nắng quá mọi người ơi. Đây là hồ Hoa Bảo. Bữa nay là ngày 6 tháng 12 nha. Mình hôm nay bốc vô cái gốc, cái xác rồi luôn à. Xác bờ A. Đi chơi chung với Tí Sơn. Quýnh 3 cây nha mọi người. Quýnh 2 cây của Tí Sơn với 1 cây của mình ngay bị. Mình quýnh số 25. Tí Sơn thì quýnh 4 còn mình quýnh cám. Giờ mình sẽ đi trộn cám, xào chẻ. Bỏ hương rồi, hương thơm vô. Quýnh mọi nước hòa nữa. Nhiều nước vô. Không có cám nữa nè. Đúng rồi, của ai vậy? Bỏ ở đây đi. Khi nào trộn mình lấy ra trộn. Không, ý là hỏi vậy á. Cám của mình nè mọi người. Đúng. Đậu bịch đó là 10 kg hả Tí? Ừ. Còn mười mấy ký à? Nè, bố bún Tí Sơn. Tí Sơn bóp à. Dính đuôi mẹ đi lên không? Ừ. Đâu không vậy? Đâu không anh ơi? Á chết mẹ. Chưa ống thì sao bắt? Đè xuống móc. Tới con chuyện luôn, tới con chuyện luôn. Má sóc đuôi nó chứ gì? Một là nó chụp, hai là sóc đuôi. Cá không phải nhiều, cá không phải nhiều. Cá hoa tới đường đỏ, cần
Rồi cá về rồi. Kéo lên cho bạn con co cái. Thôi lên đi. Không có lên miệng, không hợp lại. Làm hả? Cắn như vậy rồi. Nghe. Nãy gọi đâu nghe cái tật của nó không? Yeah. Quăng. Sáu. Nó bự kia ha. Sao á? Cái dột xuống mà vừa ấy rồi.